Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Hay lắm. Hello, xin chào các bạn. Hello. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trò chơi hỏi xoáy đáp xoay. Ở đây chúng ta sẽ có 5 người chơi. Và nếu như người nào mà trả lời được ít câu hỏi nhất thì người đấy sẽ được bốc thăm ở trên bàn này. Và hình phạt của người trả lời được ít câu hỏi nhất sẽ là được ăn. Nhưng mà ăn cái gì thì lát nữa là chương trình sẽ đưa ra lựa chọn sau. Thôi toàn. Bây giờ là các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi, nghe thấy ăn là bắt đầu sẵn sàng nhanh lắm. Và bây giờ là bắt đầu vào trò chơi được. Ở đây sẽ là trận chiến của một cô gái cùng với 4 chàng trai. Mong rằng cô gái này sẽ là người thua để cho nó hợp lý. Câu hỏi đầu tiên. Hai con vịt đi trước hai con vịt. Hai con vịt đi sau hai con vịt. Hai con vịt đi giữa hai con vịt. Hỏi có mấy con vịt? Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Hai này, hai đi xuống. Có mấy con vịt? Có 4 vịt. Chính xác. Đi xuống. Rất tốt. Mẹ mày được vậy con em ơi. Câu hỏi thứ hai. Có một bà kia không biết bơi, xuống nước là bà ấy chết. Một hôm bà ấy đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm nhưng bà ấy không chết. Tại sao? Và lưu ý là không có ai cứu bà hết nha. Tàu chìm mà bà không chết. Tàu bà không biết bơi. Bà nó không chết. Vì bà không biết bơi. Bà vớ được áo phao. Vớ được áo phao. Tại sao? Không có ai cứu hết. Bà cũng được cái thanh que gỗ. Bà ai cả đái. Que gỗ này. Áo xì bà. À biết à, biết rồi, nhìn cái mặt này là tôi biết là cái... biết rồi. Tông ngầm. Wow. Thông minh quá, là thông minh xuất sắc, đi vào. Rồi tiếp tục đến cô gái thông minh của chúng ta. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ vào trong là cái gì? Hỏi gót. Con gái mà không biết cái này à? Hả? Thôi đập á. Là cái gì? Thế mà cũng không biết. Bỏ ngoài ra là một cái gì hay là cái gì? Đồ ăn. Là cái ngô. Ôi thông minh. Đúng hợp lý. Chính xác là bắp ngô. Bắp ngô là bỏ ngoài, nướng trong được nhưng mà ăn ngoài lại bỏ cái lõi trong. Nắng 3 năm ta chưa hề bỏ bạn là cái gì? Câu này mà không trả lời được nhá, về cấp 1 mà học lại này. Lừa rồi. Nắng 3 năm ta chưa hề bỏ bạn. Nắng 3 năm. Cái gì? Đất. Đúng rồi đấy, có người lại đọc được cả câu đằng sau nữa rồi. Mưa một ngày bạn nỡ bỏ ta. Không biết. Lại vẫn không biết đâu, nhìn cái mặt này bạn không biết rồi. Sao mà rốt thế à rồi. Cái gì vậy? Ừ. 3 năm ta chưa hề bỏ bạn. Là cái gì? Bạn. Là bạn ấy. Là tình bạn. Tình bạn. Ôi tình bạn là sâu sắc quá, ngưỡng mộ. Đây. À cái bóng. Ấy giời, cực kỳ thông minh à. Cái người đàn ông này cực kỳ thông minh và chương trình. Làm sao để cái cân tự cân chính nó được? Khó. Khó. Cái cân làm sao để tự cân được chính nó? Mũi. Mũi. Này. Nào, nhìn mặt là thấy thông minh rồi. Người chắc không trả lời đâu đúng không? Lấy cân khác đặt lên. Cân khác đặt lên này. Tôi biết chắc chắn câu trả lời là không biết. Giới thiệu với các bạn, đây là cô giáo tiểu học. Không sao gì. IQ hơi thấp. Là sao cái cân để tự cân được chính như nhỉ? Đúng không? Đúng không? Bằng. Thì để nguyên trạng thái nó không đánh gì lên. Nguyên trạng thái thì chứ là không để cân được chính mình à? Ừ. Nó cân được chính. Tin là rất là thông minh này, trả lời được rất là nhiều này, thông minh lắm này. Thôi đập đi hết chưa? Hết rồi. Để úp ngược cái cân lại. Bạch mã là con ngựa trắng. Hắc mã là con ngựa đen. Vậy ngựa ô là con ngựa có màu gì? Màu vằn. Màu vằn. Màu vàng. Vàng hả? Vâng. Vàng vàng kiểu gì? Vàng như này không? Có vàng không, như này không? Không. Thế vàng kiểu gì? Vàng nhạt. Vàng nhạt này. Trắng. Ngựa ô có màu trắng. Cô giáo. Ngựa ô có màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Ngựa ô có con ngựa ngựa ô. Màu len. Màu len không? Đen. Đấy, nhìn mặt là phải biết là thông minh rồi. Cô đàn ông là thông minh nhất chương trình. Đúng là dùng càng già thì càng cay. Điểm chung của Bạch Tuyết và Tấm Cám trong truyện cổ tích là gì? Ôi giời ơi. Hay là chưa đọc truyện cổ tích? Chung. Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Đúng rồi mà. Đây là con gái à? Bỏ. Đúng đúng, nhưng mà đây đang hỏi Bạch Tuyết với Tâm Cám. Tôi đã nghĩ đến câu trả lời đấy rồi. Đây là chuyện cổ tích à? Không phải à? Thế thì Bạch Tuyết với Bạch Chú Lùn cũng giống nhau mà. Đều là chuyện cổ tích. Nói chung là gì?
lại còn chuyện khác nhau. Điểm chung thôi mà. Như là đúng rồi, nhìn mặt này là đúng, cùng yêu hoàng tử. Tại sao lại trên đời này có người thông minh như thế này nè? Chính xác rồi, ơi không thể nào mà trượt đi đâu được. Trong dân gian Việt Nam người ta thường nói con gì sẽ cát biển đông, dễ quá rồi. Câu này mà không trả lời nữa thì đừng có trách nè. Con hả cậu? Hiểu kiểu gì? con này cậu riêng cái này cho phải đánh. Con thuyền. Con thuyền sẽ cát biển đông rồi ơi. Không trả lời được nữa thì chịu nhá. Này thì cô giáo này. Sao hết kiên nhẫn rồi đấy? Con gì sẽ cát biển đông? Cô xe. Được nhắc rồi mà vẫn là người đàn ông thông minh, tôi tin. Đây là một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm và có tuổi đời rất là cao rồi mà vẫn chưa có vợ. Còn dã tràng. Đấy, trượt đi đâu rồi, quá trượt. Tôi không thể hiểu được. Cùng tên mà chẳng giống nhau. Ta thì xinh đẹp còn ngươi đen xỉ. Đó là cái gì? Cái này mới gọi là khó này. Ái ôi xỉ mà. Ái ôi xỉ. Ai nghĩ gì? Chị thôi ạ. Con này đúng thật. Khó. Con mực. Ơi, tại sao? Thì mực viết bút là màu đẹp ấy. Dạ, thích là hỏi thế thôi. Thôi, lại nhìn thấy cái bản mặt này rồi. Thật lẽ là chưa trả lời được câu nào luôn á. Bao nhiêu câu dễ không trả lời được. Câu này không được đúng không? Trả lời, phải trả lời. Con gì? Con không biết. Em nhường cho anh em. Em nhường. Không. Cái này thì người đàn ông dày dặn. Là con gì à? Cây gì cũng được. Bỏ. Con. Đấy là hoa súng. Cây súng. Trước khi mạng internet phổ biến thì mạng gì có nhiều nhất trên thế giới? Mạng sống. Tôi chấp nhận. Chấp nhận. Cho qua. Mạng nghệ. Đó thì là mạng nhện, nhưng mà mạng sống thì cũng nhiều hơn cả mạng nhện. Giống gà chân to ở nước ta gọi là già gà gì? Cái này dễ cực kỳ này. Lại không biết đi thể kiến thức sống cực kỳ kém luôn. Gà lông táo. Cực kỳ người nói. Đấy, cứ phải kích thích tinh thần lên như thế thì mới trả lời được. Gia đình Táo Quân gồm những ai? Cái này nhá, người Việt Nam không biết nhá. Gia đình Táo Quân gồm những ai? Gồm 3 người. Chết mẹ mày rồi con. Ai? Ngọc Hoàng. Thôi, đứng lại kể tiếp. Đứng lại kể nốt. Đây, Táo Quân là người ai? Táo Quân đúng không? Tôi đập nhầm, tôi nhìn nhầm đáp án này. Nhầm bạn kể nốt. Ngọc Hoàng này. Đăng Tào. Đăng Tào bắt đầu. Rồi, đủ 3 người. 1, 2, 3. Tôi đánh thay cho. Ung thư vãi liền thề. Gia đình Táo Quân. Cái là Táo Quân trên VTV3 là thế. 3 người. Đúng rồi. Phúc Lục Thọ. Phúc Lục Thọ. Gia đình nhà Táo Quân là gồm có 3 người. Tào Tháo là 1, Tào Phi là 2. Tào Mạnh Đức. Tào Vợ. Ôi đúng rồi, câu này chịu. Chịu thề luôn. Có 2 người. Đã bao giờ thắp hương chưa? Đã bao giờ thắp hương chưa? Có 3 người. Đấy. Có ông chồng và 2 bà vợ. Gia đình Táo Quân có 3 người là 2 ông chồng và 1 bà vợ. 2 ông chồng và 1 bà vợ ạ. Đã bao giờ thắp hương chưa? Có thấy 3 cái chén không? Người tuổi thân thường làm việc gì? Tuổi thân là tuổi khỉ. Tuổi khỉ thì với tình trạng bây giờ thường là sinh năm 1992. Trừ đi 12 năm nữa là năm 80. Năm 2004 là tuổi thân. Tuổi thân thì thường làm gì? Thường làm công việc gì? Tuổi thân thì thường hay tâm thần. Tuổi thân thì thường hay tâm thần. Tâm thần. Vãi liền. Như là tuổi thân là khỉ thì hay leo cây. Khỉ mà phải leo cây rồi. Tuổi thân là hay đi ăn chuối. Ăn chuối tí rồi cho bạn ăn chuối. Ông em quá. Tuổi thân làm việc gì? Tuổi thân người ta khóc. Tuổi thân khóc này. Câu trả lời của tôi là thích làm cái gì thì làm, chứ ai bắt người tuổi thân phải làm được gì. Có quãng đường, có thời gian thì làm sao tính được vận tốc? Cái này mà đi học mà không biết nhá thì chịu luôn nhá. Có quãng đường, có thời gian, làm sao tính được vận tốc? Đấy, hai cái đánh nhau với nhau. Hình như là bạn bị lát thật à? Có bị lát không? Cái này thề là đem đi hỏi cái bọn cấp 2 cũng biết. Bình Phương. Em có thấy thương bố, thương mẹ không? Bình Phương. Nhưng mà để các bạn đi hỏi. Quãng đường cái gì ạ? Thời gian thì làm sao tính được vận tốc? Có quãng đường có thời gian làm sao tính được vận tốc? Lấy quãng đường cộng thời gian nhân 2. Vãi cả đái. Quãng đường cộng thời gian nhân 2. Lấy quãng đường chia thời gian là ra vận tốc.
May đấy, may mà câu này còn trả lời được đấy. Câu này không trả lời, đừng có làm cô giáo nữa. Con gì nay mưa mai ướt? Con gì nay mưa mai ướt à? Bướm. Tại sao? Câu trả lời rất hay, tại sao? Hôm nay mưa mà, không mưa. Bướm. Là con... Con mắt đâu? Con mắt. Con gì? Con đường. Con đường, nay mưa mà mai mới ướt à? Đường nào thế? Con vật. À, con vật. Con mối. Ê, con mối, nghĩ linh tinh. Qua nhanh em. Qua nhanh đi à? Đây. Con chùa. Trời mưa thì mai nó ướt. Thân em ba mảnh, mặc chiếc áo mong manh, phục vụ các anh trên tinh thần tươi mát. Là cái gì? Thân em ba mảnh, mặc chiếc áo mong manh, phục vụ các anh trên tinh thần tươi mát. Đấy là cái gì? Không biết. Không biết mà trả lời hùng hồn thế. Thân em mặc chiếc áo mong manh, phục vụ các anh trên tinh thần tươi mát. Cái quạt. Đây, chính xác. Và bây giờ đến với phần công bố người trả lời được ít nhất. Và đây thì ai là người được trả lời được ít nhất ạ? Tự giác ạ. Ai ôi xì mà. Đây hình như là cái người mà đến cái câu mà táo quân, gia đình táo quân có bao nhiêu người cũng không biết đúng không? Còn đây là cái nhân vật mà trả lời là Ngọc Hoàng với Nam Tào bắt đầu đúng không? Em mời bạn bước ra đây hộ tôi cái. Riêng bạn là bạn sẽ có được một cái phần thưởng cực kỳ to lớn. Đấy là được bốc thăm để ăn. Và ăn cái gì thì là do chương trình quyết định. Đây là có 4 phiếu bốc thăm. Lựa chọn cho 4 món ăn cực kỳ ngon của chương trình. Đây, bạn chọn đi. Tự mình chọn cái chết phức tạp đi. Đây, đọc to lên nào. Mở ra đọc to cho mọi người cùng nghe nào. À, ăn 1 quả chuối. Sao bạn không đọc nốt về sao? Ăn 1 quả chuối rồi đúng không? Rồi, chấm cái gì ạ? Mù tạt. Khó, chết mẹ mày rồi con. Và bây giờ là để chương trình mang chuối ra cho bạn ăn hết 1 quả chuối và chấm với mù tạt. Và đây là phần thưởng dành cho người thua cuộc. 1 quả chuối rất là bé bé xinh xinh vừa đủ xài. Và tôi đã quét mù tạt lên trên này rồi, không biết là cảm giác của người ăn nó sẽ như thế nào. Đây là chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Bạn có thích ăn chuối không ạ? Có, thích ăn chuối. Mà loại xanh này tôi chưa ăn bao giờ. Loại xanh này chưa ăn bao giờ thì hôm nay cái gì mình phải có lần đầu tiên. Lần đầu tiên nó thường là hơi khó khăn một chút, nhưng mà sau cái lần đầu tiên đấy nó rất là sung sướng. Đây, mời bạn là tận hưởng ạ. Mù tạt tôi đã quét đầy một bên rồi. Đây, các bạn ạ. Ấy ốt xin mà. Ăn. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Ngon mà. Nữa nào. Bạn cảm thấy như nào, nó có sốc lên. Ai bảo đây là cái giá phải trả cho việc mà trả lời được ít câu hỏi nhất. Toàn câu hỏi dễ. Còn một miếng nữa thôi, cố gắng lên nào. Bạn sắp hoàn thành phần thi của mình rồi. Hai nước mắt của tôi rơi rồi. Nước mắt rơi không sao hết. Ai nhầm giả. Cố lên, nhai nốt miếng nào. Sắp xong rồi ạ. Phê không ạ? Tôi nước mắt tuần trào. Nước mắt tuần trào. Vâng, phần thi đã, quên phần thưởng đã được hoàn thành rồi. Trò chơi đến đây là kết thúc. Nếu các bạn khán giả muốn có những trò chơi hay và những hình phạt độc đáo hơn thì nhớ comment ở dưới để cho kênh biết, và chắc chắn là kênh sẽ làm để phục vụ các bạn. Bây giờ chúng ta cùng nói lời chào nào. Xin chào.